Quý vị thân mến, có những vật tưởng chừng như vô hại, thế nhưng nó lại là nguyên nhân khiến gia chủ bị ám vận, luôn gặp phải xui xẻo, làm bạn không phất lên được. Đặc biệt dịp cuối năm, gia chủ nên kiểm tra lại các đồ vật bày trí trong ngôi nhà của mình. Nếu cảm thấy những đồ vật này còn trong nhà và phải vứt đi ngay lập tức, vô tình chứa 6 vật có sát khí này trong nhà, bạn sẽ rước tà khí tới, khiến mọi thành viên trong nhà dễ gặp xui xẻo, cả về sức khỏe cũng như công việc và tài lộc. Để biết đó là những vật gì, xin mời quý vị cùng theo dõi trong video ngày hôm nay. Hoa khô héo úa. Vào những ngày rằm hay đầu tháng, người Việt thường mua hoa tươi về dâng cúng trên bàn thờ gia tiên và ban thờ Phật. Hoa tươi cùng với trái cây là vật phẩm không thể thiếu trong mâm cúng gia tiên và chư Phật. Không chỉ được dùng để thờ cúng, hoa tươi còn được các chị em chọn mua để trang trí nhà cửa. Trong một không gian nhàm chán, chỉ cần đặt một bình hoa tươi đã dư sức khiến cho ngôi nhà trở nên tràn đầy sức sống và kiếm tâm trạng thoải mái hơn. Thế nhưng khi hoa tươi đã héo, nhiều người vì bận rộn lại quên không mang vứt chúng đi ngay. Đây chính là nguồn cơn gây nên những vận hạn cho chính gia đình bạn. Một đóa hoa tươi đại diện cho những điều tốt đẹp. Nếu thứ đại diện cho điều tốt đẹp úa tàn, đồng nghĩa với việc những điều tốt đẹp kia sẽ lụi bại và suy tàn. Theo thuyết phong thủy, khi để hoa héo trên bàn thờ, trong nhà thì số hoa này sẽ thu hút nguồn năng lượng xấu, khiến những điểm không may gõ cửa gia đình. Bạn đặt hoa héo trong nhà chính là nguyên nhân khiến gia chủ làm ăn thất bát, tình duyên lận đận, xui xẻo suốt đời. 2. Những đồ vật cũ không rõ lai lịch. Nếu bạn là tín đồ của hàng second hand, nên đọc điều này để biết nhé. Dùng đồ cũ của người khác, nhất là khi không rõ lai lịch là điều không mang lại sự cát tường, bị coi là vật có sát khí. Người đó còn sống khỏe mạnh sẽ không sao, nhưng nếu mắc trọng bệnh, đã chết hoặc làm ăn thua lỗ, phá sản, vô tình bạn sẽ tiếp quản trường khí xấu của họ, tự rước xui xẻo vào mình. Bất luận như thế nào, để những đồ vật cũ không rõ lai lịch trong nhà đều không tốt, có thể phá vỡ cục diện phong thủy vốn dĩ cát tường trong ngôi nhà của bạn. 3. Vũ khí dao kiếm. Không hiếm người thích sưu tầm vũ khí dao kiếm và trưng bày chúng trong nhà như một thú vui. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng đây là những đồ vật có sát khí. Vào nhà rồi sẽ ảnh hưởng tới vận thế của gia chủ hoặc gây ra những điều xui xẻo không như mong muốn. Bài trí những đồ vật này trong nhà lâu sẽ khiến tinh thần người sống trong đó hoảng loạn. Nhiều áp lực nghiêm trọng còn gây hoang mang, lo lắng, tinh thần xuống dốc, mất ăn, khó ngủ, sức khỏe giảm sút, kéo theo đó là tài vận cũng không lý tưởng. 4. Đồ cổ, đồ tùy táng. Theo quan điểm phong thủy nhà ở, các loại đồ cổ không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đồ tùy táng, mai táng theo người chết đều chứa ám khí rất nặng, không hề tốt về mặt phong thủy. Việc sưu tầm đồ cổ không hiếm, vừa là sở thích, đam mê, vừa thể hiện đẳng cấp giàu có hay sự am hiểu lịch sử, điều đó là tốt. Tuy nhiên, đa phần đồ cổ ngày xưa đều được chôn theo vua chúa, tộc trưởng, quan lại, đều là người đã khuất, bản thân nó sẽ bị ám khí của người chết vây hãm, là vật không hề cát lành, thậm chí còn mang tới sát khí, hãm hại gia chủ. 5. Tượng Phật không rõ nguồn gốc. Bày tượng Phật trong nhà không phải là chuyện đơn giản, cần tuân thủ những quy tắc nhất định bởi bản thân Phật chứa linh khí. Một khi gia chủ đã thỉnh Phật vào nhà là phải thành khẩn cung kính, nếu không sẽ gây ra phản tác dụng, rước họa vào thân. Vì thế, trước khi có ý định bài trí tượng Phật trong nhà, bạn nên tìm hiểu rõ ràng lai lịch, ý nghĩa của vị Phật ấy. Mỗi vị Phật lại chứa đựng năng lượng khác nhau, hợp với mệnh chủ này nhưng lại khắc với mệnh chủ khác. 6. Vật trang trí làm từ lông, tóc. Hiện nay có khá nhiều đồ trang trí được làm từ chất liệu lông và tóc. Đây cũng là những vật có sát khí. Dù là chất liệu giả đi chăng nữa nhưng cũng không thích hợp để bài trí trong nhà. Quan điểm phong thủy cho rằng điều đó sẽ mang thêm phiền phức vào nhà, gia chủ liên tiếp gặp xui xẻo nên tránh vẫn hơn. Quý vị và các bạn thân mến, môi trường xung quanh ta luôn có quy luật vận động và có năng lượng riêng. Trật tự sắp xếp của nó sẽ tạo ra sự tương tác về năng lượng với con người sống trong môi trường này. Bên cạnh những vật cấm kỵ kể trên, cuối năm quý vị cũng nên dọn dẹp, đồng thời bổ sung và sắp đặt một số đồ vật hợp phong thủy, thu hút tài lộc, may mắn sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi. 1. Chăm sóc khu vực sinh tài lộc của ngôi nhà.
Khu vực sinh tài lộc thường nằm ở vị trí chênh 45 độ đối diện với phòng khách hoặc phòng ngủ ngay khi bạn bước vào cửa. Nếu bạn để góc nhọn tại khu vực sinh tài lộc sẽ khiến bạn không thể tiết kiệm tiền hoặc không gặp may mắn trong công việc và cuộc sống. Nếu phòng tắm hoặc các đồ lặt vặt được đặt tại vị trí này sẽ không tránh được tình trạng khu vực sinh tài lộc bị vấy bẩn, làm cho vận may bị suy giảm nghiêm trọng. Ngoài ra, khu vực này bạn không nên để một vật gì to nặng, chẳng hạn như tủ quần áo nặng, tủ sách hoặc phòng lưu trữ ở trên, vì điều đó sẽ làm giảm đi sự may mắn về đường tài lộc của bạn. 2. Cây xanh sẽ mang lại sức sống, luồng sinh khí, tài lộc trong ngôi nhà. Sự có mặt của cây xanh trong ngôi nhà sẽ làm không gian trở nên sinh động, tràn đầy sức sống. Bạn sẽ cảm thấy yêu đời và giảm được căng thẳng. Từ đó, bạn sẽ tràn đầy năng lượng và nỗ lực để kiếm tiền. Cây xanh có thể cung cấp sức sống mạnh mẽ và mang lại may mắn cho bạn về tài lộc. Vì vậy, nếu có thể, bạn nên đặt một số cây xanh trong nhà để mang lại vượng khí may mắn, thu hút tài lộc vào nhà. 3. Bể cá mang lại nguồn tài lộc dồi dào cho ngôi nhà. Theo phong thủy, bể cá có tác dụng cung cấp nước, có thể giúp bạn cải thiện tài sản, tài lộc của gia đình một cách hiệu quả. Nhưng bạn cần cẩn thận với vị trí và loại bể cá. Tốt hơn là bạn nên đặt nó trong phòng khách và chọn một bể cá phù hợp, không quá lớn cũng không quá nhỏ, tùy theo diện tích phòng khách của bạn. 4. Treo tranh, một điểm nhấn quan trọng trong thu hút tài lộc vào ngôi nhà của bạn. Tranh giữ một vị trí quan trọng không kém trong việc duy trì may mắn, mang lại tài lộc cho gia đình bạn. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cách bài trí các bức tranh trong ngôi nhà của mình. Muốn mang lại tài lộc nhờ tranh treo, bạn cần phải lưu ý một số điểm sau. Tranh ảnh trang trí phải ăn nhập với nội thất căn phòng. Điều này có nghĩa là một bức tranh cổ cần được treo trong một căn phòng theo phong cách cổ điển và ngược lại. Bạn cũng đừng cố gắng tạo ra sự phá cách bằng những bức tranh siêu tưởng, trừu tượng trong một không gian quá khoa học như phòng đọc hay là góc học tập. Đừng cố gắng treo tranh chỉ để lấp đầy khoảng trống. Nhiều người cứ thấy tưởng trống là nghĩ ngay đến việc lấp đầy chúng bằng tranh ảnh. Tuy nhiên cách làm này hoàn toàn không ổn bởi mất đi khoảng trống là mất đi sự thông thoáng. Treo tranh đẹp không có nghĩa là treo thật dày hay phải chọn tranh lớn. Một bức hình nhỏ cũng có thể mang lại tài lộc và tô lên vẻ đẹp của căn phòng. Bạn có thể treo một số bức tranh như là tranh cá vàng, tranh ngựa, phi nước đại hoặc là tranh 5 con cừu trong phòng ngủ hoặc phòng khách của bạn để cải thiện vận may. Đừng bao giờ treo những bức tranh là bởi nếu không đường tài lộc của bạn sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Gia chủ có thể sử dụng tranh ảnh tượng ở phía đông nam chứa năng lượng mộc của ngôi nhà, tránh việc treo tranh có chứa yếu tố nước trong phòng ngủ bởi nó tạo ra các nguồn năng lượng hỗn xung khiến gia đình không có được giấc ngủ thư thái. Bạn hãy treo tranh ở một độ cao phù hợp cho việc quan sát và ngắm nhìn. Nếu đặt ở những bức tranh đẹp ở vị trí quá treo leo thì đó là một sự lãng phí nghệ thuật. Còn nếu đưa chúng xuống quá thấp, các đồ đạc xung quanh sẽ lấn át và ảnh hưởng đến bức tranh. Quý vị và các bạn thân mến, cuối cùng để ngôi nhà của bạn ngập tràn vững khí và may mắn, quý vị nên giữ cho ngôi nhà của mình luôn sạch sẽ và gọn gàng, ngăn nắp để bản thân có tâm trạng tích cực đón nhận mọi điều sắp tới. Quý vị có bất kỳ thắc mắc hay ý kiến đóng góp, xin vui lòng bình luận bên dưới video. Chúng tôi sẽ giải đáp trong các chương trình kế tới. Quý vị đừng quên like, share video và đăng ký kênh để tiếp tục theo dõi những thông tin phong thủy tử vi hữu ích. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.